Chào các bạn nhé. Xin chào các bạn. Đây là một cái máy lén khí chạy bằng dầu các bạn nhé. Trước mặt chúng ta là một cái máy lén khí chạy dầu. Thì hôm nay tôi làm một cái video chia sẻ cho bạn cái cách mà các bạn hạn chế để không bị cháy động cơ các bạn nhé. Đây là một máy lén khí 2 bít tông, dùng 2 tụ các bạn ạ. Một tụ 40mm và một tụ là 200mm. Thế thì con động cơ này thì nó là chạy đầu liền trực tiếp có 2 bít tông. Dầu thì vẫn còn, nhưng nguyên nhân cháy của cái máy này là do bạn biết tại sao ạ? Đó là họ chạy liên tục lâu quá khiến cho máy nóng quá tải và là om bị cháy hết bộ dây các bạn ạ. Đây các bạn thấy đấy ạ. Bộ dây cháy khét đen hết rồi đấy ạ. Đó. Nguyên nhân cái cháy của cái này là do chạy liên tục lâu quá các bạn nhé. Tức là lâu là cụ thể là tầm 1 tiếng, hơn 1 tiếng chạy liên tục không nghỉ các bạn ạ. Thì cái này nó dẫn đến cháy. Riêng dòng máy nén khí này các bạn phải dùng và làm việc ở chế độ gọi là ngắn hạn nạp lại. Tức là khi bạn sử dụng chạy liên tục trong vòng 20 phút, bạn phải cho máy nghỉ. Nghỉ tiếp khoảng tầm 15-20 phút thì bạn lại cho máy làm việc tiếp thì ok. Và bạn chạy liên tục trong vòng hơn 1 tiếng thì cái máy này sẽ bị cháy các bạn nhé. Thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy máy này là do bạn chạy liên tục. Còn nếu mà chúng ta chạy ở chế độ ngắn hạn nạp lại, chúng ta chạy cứ 20 phút đến 25-30 phút chúng ta dừng và cho máy nghỉ, thì lúc này máy sẽ không bị cháy. Và chúng ta cần làm lâu hơn thì chúng ta lấy một cái quạt. Chúng ta cần một cái quạt chúng ta thổi vào đây. Chúng ta lấy quạt chúng ta thổi vào đây, vì trong cái motor này nó có cánh quạt để giải nhiệt cho cái máy này rồi, nhưng không đủ để làm được cái máy này mát. Cho nên chúng ta nếu cần thiết chúng ta làm lâu hơn thì chúng ta buộc phải có một cái quạt để chúng ta thổi trực tiếp vào đây. Thì lúc này thì cái máy này sẽ có thể làm việc được lâu hơn, đó là 30 phút đến 40 phút liên tục. Đây là một cái máy dùng để lén khí phun sơn, để phun sơn cho các anh thợ cứu hỏa ở công trường các bạn ạ. Cho nên là họ phun sơn liên tục khiến cho cái máy này nó bị hỏng. Và chúng ta cũng nên lắp cái lọc gió đây để cho giảm tiếng kêu và hạn chế được cái việc mà nó hút những cái sơn bẩn vào trong cái buồng lén khí của chúng ta. Và một thời gian chúng ta dùng thì chúng ta nên xả đáy cái bình này đi, vì nó sẽ hút nước vào các bạn nhé. Và trước khi chúng ta dùng thì chúng ta lưu ý một điều, đó là hết sức quan trọng, đó là chúng ta để ý cái mắt dầu này này. Đây là cái vị trí để thăm dầu. Nếu bạn thấy cái dầu nó ở phía dưới, đường chừng ở dưới này, thì chúng ta, bạn nhớ là cái mắt này chia đôi ra, thì dầu từ ở phía trên này 50% phía mắt này lên là ok. Còn dưới thì chúng ta phải bổ sung dầu các bạn nhé. Và các bạn nhớ đây là đường đổ bổ sung dầu ở phía trên này. Đó. Đây là một dòng máy lén khí tốc nhanh, cho nên là nó chạy cũng rất là nhanh các bạn ạ. Áp lực khí lên đến 8 cân các bạn nhé. Vâng, qua video này tôi chia sẻ cho bạn cái cách mà để các bạn cũng dùng cho máy nó đảm bảo và không bị cháy. Thì cách duy nhất đó là bạn chạy làm việc ở chế độ ngắn hạn nạp lại. Bạn cứ làm việc từ 20 đến 25 phút trở lại, xong bạn nghỉ tầm 20 phút đến 30 phút thì là máy này chạy sẽ rất ok. Trong thời gian chờ đợi đó bạn làm việc khác, hoặc có thể bạn dùng hai máy lén khí so le nhau cũng được. Cho nên là bạn mà dùng một cái máy liên tục chạy liên tục 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thì cái máy này sẽ bị cháy, vì nó không đảm bảo tính động quát làm việc của nó các bạn nhé. Thế thì qua video này cho các bạn biết thêm cái cách để chúng ta phòng tránh để cháy máy và đáng tiếc xảy ra khi chúng ta sử dụng trong công việc, thì dẫn đến chúng ta sẽ bị cháy và sửa chữa chi phí rất mất nhiều tiền các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn ở một video khác. Xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công và biết cách sử dụng máy. Các bạn hãy comment ở phía dưới video này nếu có hỏi đáp và bình luận gì, tôi sẽ trả lời các bạn. Và các bạn có thể kết bạn Zalo với tôi qua số điện thoại ở phía dưới video các bạn nhé. Vâng, xin chào các bạn.